Chuyên đề tính chu vi hình chữ nhật siêu hay. Chúng ta sẽ đến với bài toán sau. Bài toán hình dưới đây được ghép bởi một hình chữ nhật và một hình vuông. Hỏi chu vi của hình là bao nhiêu mét? Đây các bạn hãy nhìn đây. Đây là hình chữ nhật. Có chiều dài là 4. Đây là hình chữ nhật có chiều dài là 8 mét. Còn bên này là hình vuông có cạnh là bằng 4 mét. Vậy yêu cầu là đi tìm chu vi của hình này. Vậy chu vi là phần nào? Chúng ta hãy cùng quan sát lên màn hình. Đây chính là phần chu vi đấy. Đó, cạnh này thì bằng 4 mét. Nối sang đây. Tiếp tục lên đây. Ra đây. Và lên đây. Thì ở đây chúng ta dễ dàng biết được cái đoạn dài này thì bằng 8 cộng 4 là bằng 12 rồi. Đây bằng 4, đây bằng 4. Nhưng cái đoạn ngắn này thì chúng ta không biết là bằng bao nhiêu. Cũng như là đoạn ngắn bên này ta cũng không biết bằng bao nhiêu. Vậy thì để làm bài này chúng ta sẽ làm thế nào? Thì có cái bí kíp dành cho các bạn như sau. Đây chúng ta cùng phân tích này. Cái đoạn này, đoạn thẳng này này mà thầy kéo xuống dưới này. Đấy. Thì thầy được cái đoạn này. Tiếp tục thầy kéo cái đoạn thẳng ngắn ở bên này. Thầy đưa sang bên trái này. Đấy, thầy di chuyển sang bên trái. Như vậy thì cái chu vi của hình ban đầu ấy đó, sẽ là chu vi của hình chữ nhật. Đấy, nó chính bằng chu vi của hình chữ nhật mới đây. Cái công việc là rất đơn giản đúng không nào? Bây giờ ta sẽ đi tìm chu vi của chữ nhật có chiều dài thì bằng 12 mét và chiều rộng thì bằng 4 mét. Và ta sẽ làm như sau. Chiều dài hình chữ nhật mới là ta có 8 cộng 4 thì bằng 12 mét. Và chu vi của hình ban đầu nó chính bằng 12 cộng 4 rồi nhân 2. 12 cộng 4 bằng 16, 16 nhân 2 bằng 32 mét. À, rất là dễ dàng đúng không nào? Tương tự như thế, các em sẽ tính cho thầy bài toán sau. À, hình dưới đây được ghép bởi một hình chữ nhật và một hình vuông. Hỏi chu vi của hình là bao nhiêu mét? Các em hãy comment đáp án của mình xuống phần bình luận của video này. Các em thấy video hay, hãy đăng ký kênh Toán Tư Duy Edison để nhận được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn lại các em.